Good morning everyone. Lâu rồi mình mới trở lại với màn review sản phẩm công nghệ mới. Và hôm nay rất quen thuộc với các bạn, trên tay của mình là Apple AirPods. Đây, mình mua tại Apple Store Sydney 2 ngày trước. Brand new, nguyên siêu. Và sau bao nhiêu ngày khao khát thì cuối cùng mình đã tạo được cặp đôi Apple AirPods để phục vụ cho việc tập thể dục của mình các bạn ạ. Rồi và không còn chờ đợi lâu nữa, để phục vụ cho buổi sáng hôm nay chạy bộ luôn, mình sẽ bóc siêu ra luôn nhé. Sẽ làm cho cái siêu nó nhăn nhăn lên để có cái G và bóc ra từ phía này. Oh, cái siêu này nó có độ co giãn các bạn, khi mình chỉ cần làm nó nhào thì nó tự tuột ra luôn. Ok, và em AirPods yêu dấu của mình đây rồi. Đây chúng ta thấy những thông số kỹ thuật AirPods with charging case. Cái hộp của nó cũng chính là cái case sạc của nó luôn các bạn. Và mới luôn. Ngày sản xuất tháng 2 2019. Bóc riêng em nó thôi. Đây, mình sẽ có như mọi sản phẩm của Apple sẽ hướng dẫn sử dụng Designed by Apple in California. Mình xem trong đây có gì nha. Apple AirPods. Trong đó cả thứ tiếng. Nó sẽ chạy từ hệ điều hành iOS 10 trở lên. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ bóc siêu nhân vật trung tâm đây, Apple AirPods của mình sau bao ngày chờ đợi. Mình đẩy nó ra. Rồi phía dưới này mình sẽ có một cái cáp sạc mà được đi kèm để sạc cái AirPods này. Mình có thể giữ nguyên nó ở đây để khi nào mình cần thì mình sẽ có một cái cable mới riêng để mà sử dụng. Mình có thể sạc chung nó với lại cái sạc iPhone của mình. Rồi. Và đó là những gì trong chiếc hộp Apple AirPods các bạn. Bây giờ mình sẽ pair nó với cái iPad của mình luôn, vì mình đang quay phim bằng cái iPhone XS Max của mình mất rồi, để mang lại chất lượng video đẹp hơn, không bị nhiễu hạt như quay bằng iPad. Đây các bạn, mở ra bên trong rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình bắt đầu pair thôi. Sẽ bỏ hai em này lại gần nhau. Mình để xa ra cho mọi người thấy. Đó. Nó hiện lên hình chiếc AirPod chạy 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 kìa các bạn.
rất là đẹp ha. Less connected. Rồi, connect. Và trên màn hình iPad cho thấy là các AirPods bây giờ còn 90% pin và cái phần charging case còn 71% vẫn còn rất là brand new các bạn. Khi mình mua những sản phẩm mà nó cần phải còn dung lượng pin khá là đầy như thế này thì mới là sản phẩm brand new, còn không thì nó cũng là hàng cũ lâu rồi. Ok. Giờ thì mình có thể thử đeo vào thôi và trải nghiệm sản phẩm. Thêm nó vào thôi nào. Nó không ghi left hay right ở đây. À, ở phía dưới chân có chữ L là viết tắt của left các bạn. Và cái tai nghe còn lại viết chữ R là right. Và chỉ còn mỗi charging case rất là dễ thương và đẹp. Mình trải nghiệm nghe nhạc thử trên AirPods rồi cho các bạn nghe thấy nha. Thử mỗi một bài trên YouTube nào. Ngọc Lan, Mưa trên biển vắng. Để tăng âm thì mình thử gõ. Double tap là sẽ nghe thấy Siri. Hi Siri. What's the weather like today? Please turn the volume on up to 70%. Wow. Âm thanh bây giờ đang rất là nổi và hay rồi các bạn. Vì mình thực sự chưa biết cách là thay đổi âm lượng như thế nào nếu mình không có vớ vào cái iDevice, cho nên mình dùng bằng giọng nói thôi các bạn. Đó là cũng là một cách hiệu quả mà mình nghĩ là một trong những cách duy nhất có thể tăng âm lượng của chiếc AirPods. Mình có thể tap một trong hai cái earphone thì Siri vẫn xuất hiện. Hey Siri. Hey Siri, can you reduce the volume by 60%? Nghe Ngọc Lan hát rất là hay các bạn. Rồi và vừa rồi mình đã trên tay review cho các bạn thấy bài mở hộp và trải nghiệm Apple AirPods 2019. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Giờ thì mình đi tập thể dục đây. Let's run.